Chào các bạn, hôm nay mình có chị ở dưới thị trấn trụ. Trụ cũ ấy và trụ mới đang gần truyền hình đi vào. Chị cũng có đất ở làng Xẻ. Hôm nay đến thăm vườn để giao lưu chia sẻ kỹ thuật làm vải. Đấy, vải nhà em bây giờ đồng loạt thế này cả chị ạ. À, màu hồng hồng, màu nõn chuối. Đấy, lần trước của chị nó cũng như này này, xong rồi sau đợt này không biết làm sao nó lại cứ lôm nhôm đấy, chán quá. Trời bây giờ nó ẩm quá chị ạ. À, ấm nhưng mà vườn của chị cũng còn dốc còn khó hơn đây chứ. ui khô như em lên trên hôm nay, em lên Đồng Cốc ngọ còn nhú lọc chị ạ. À, trên sườn đồi trên đỉnh đồi còn nhú lọc ấy, chưa nói gì là vườn mình đây, vườn em phẳng. Lại còn có cả ao rộng như này Ui nữa. em ao này mấy năm trước còn có cả cá. Thích nhờ, trong này rộng Và vãi, thích nhờ. thế chị mới khoanh vải một lần thôi gì. Thì chị cũng khoanh một lần rồi. Và em nghĩ là bây giờ vải cho chị lông côm đấy, chị phun ước chế lọc thôi. Thế bây giờ mình có phải khoanh lại nữa không nhỉ? Em nghĩ không khoanh đâu chị ạ, chị cứ phun ước chế thôi. Hôm nay là chị khoanh hết Thanh Hà. Vâng. Khoanh hết lại, khoanh lượt nữa Thanh Hà. Vâng, chị cứ phun cái HNTC thôi. Bây giờ là trời nó tương đối rét thì chị phun khoảng độ 2 ml cho 1 lít. Thế là cứ thế mình pha một cái bình to à nhỉ? Bình của chị là bao nhiêu lít? Chắc là 200 lít thì sao, cái phòng xanh cao như này này. À, chị phải xem là hỏi xem người ta là bao nhiêu lít. Nếu 200 lít mà chị pha một chai nó khoảng độ 2,5, thì 2,5 phun được, 2,5. Bây giờ trời nó rét rồi. Các con là mình cho cả kali nữa gì? Không, không cho đâu. Thế à? Em phun mỗi cái HPC, HPC nó diệt lọc mảnh rồi, không cho kali đâu. Thế à? Để cho đấy, bao nhiêu năm em dùng cái sản phẩm này, mà năm 2019 này, năm 18 em dùng cái sản phẩm HPC này, năm 19 em được mùa mà. Đấy, năm 19 em được mùa, có phải em bây giờ. Nhưng mà năm em định vào năm nay sợ muộn quá làm sớm, bây giờ cuối cùng nó xanh hết rồi. Đẹp Xanh sớm quá, quá. mưa lại đẹp Vâng. quá, xong lại còn được mưa rồi, còn đẹp quá. Không, nhưng mà giờ em cần mưa rồi, bây giờ rét cũng được. Ừ thì vừa trận trước cái chứ, trận mưa trước cái chứ. Vâng. Trận mưa trước thì đẹp quá, bây giờ Vâng. như này mà rét lên là không phải nghĩ gì nữa rồi. Vâng, em không phải khoanh. Từ từ em khoanh chậm một chút. Thì em không muốn vải sai đâu, em muốn vải vừa vừa, vừa thôi. Sai quá đó. Thế chị về chị cứ phun cái HTC. Thôi một chai chị cứ pha cho cái bình đấy được, cái thùng đấy. Nhưng mà nhớ là thùng phải trên 200 nhá, 200 trên 200. À, có giống cái thùng nhà em ở kia không? À, cái thùng của em thì cho đầy có thể tầm 220, chị cứ cho thùng đấy được. Cho đầy cái thùng đấy nó tầm khoảng độ 2,3 ml cho 1 lít thì cũng được. Sang tuần sau là rét đấy chị ạ. Sang tuần sau là rét và ẩm ướt như này, nhưng nó khô hơn. Vâng. Lứa lộc cuối cùng để nguyên đấy nhờ. Vâng, em để nguyên mà. Cả cả lứa, thấy lứa này cũng còn đẹp này. Vâng, em nó hồng hồng như này là ít, còn hồng như là xanh. Đấy, những cái lứa đấy, những lứa này Vâng, còn đẹp vâng, quá. vâng. À, nhà em mới vải ra hoa kìa, chị có ra xem không, xem không? Ở đâu? Đây, chị đi bên này. Đây. Vải sớm. Họ không bao giờ ra hoa chị ạ, cứ sau lập đông khoảng độ 20 ngày nó ra hoa. Đây vải em đầu đều thế, cả vườn và kiêng thế. Đây cây này đây, ra hoa rồi, em còn để thang cho mọi người đến xem. Nhưng hôm nay em ở bên này chị ạ. Những cây này thì mấy chục năm rồi nhờ. Từ 94 chị ạ. Đây cây này ra hoa đây, em còn để thang cho mọi người xem mà. Đây là cây Thanh Hà. Không, đây là cây cây tháng 3 chị ạ. Em năm ngoái em đăng lên video thì mọi người gọi là u trứng trắng. Ở trên ngọn nó ra hết rồi mà. Đây chị nhìn này. Ở trên ngọn ra hết rồi chị ạ. Đấy đấy đấy. Trên kia kìa, trên kia ở ngoài trên đỉnh nó ra nhiều hơn. Thế ra hoa hết rồi. Không không Hoa đều đâu chị ạ, nó có lọc. không nhưng mà nó cũng là lộc như kia mà hoa vẫn dài đẹp ấy chứ. Cây này là em phun lộc chứ không phải phun hoa. Thế là tự dưng nó thành thành hoa kia cả, trên đỉnh kia là hoa đồng loạt là hoa đều hơn. Thế là đúng cái tầm nó ra hoa luôn nhỉ. Đây là cây này là em làm cùng cái nhóm bên kia là em làm lộc thôi. Thôi mình cứ để đi. Đó, em để chuyện gì nữa? Cứ để xem là nó sớm đến mức độ nào. Không, nhưng mà mọi năm ra thế mà chị. Như thông thường cái lứa hoa đầu này nó không đẹp đâu, nó quả không đẹp đâu. Hoa nó dài. Nó dài, nó rộng, nhưng mà kệ nó thôi. Vâng, đây đây, hoa cũng khá nhiều. Đằng nào thì nó cũng đang đẹp rồi. Cái Để thôi. này thì đợt trước em phun cái MKP mà. Thì bây giờ cái vải, cả vải của chị, cả vải Thanh Hà, vải Thiệu đấy thôi. Năm nay thì em nghĩ là trời nó sẽ ẩm ướt kiểu này này. Đất trời sẽ ẩm ướt này này. Nó giống như năm 19 ấy, năm 19 là đúng thời gian đông chí mà vải thiều ở dưới các xã thấp của mình, mà năm 19 mà năm 18 ấy, trời mưa ẩm ướt. Thì năm 19 sang 18, à 18 sang 19 có mất mùa. Thì em nghĩ bây giờ ẩm ướt thì chị cứ phun cái HPC, chị khoanh xong phun HPC một lần.
Sau đó khoảng độ nếu vải Thanh Hà thì vải Thanh Hà của mình ở đấy thế này nó nhú lộc và nhú hoa vào thời gian 20 tháng 10 thì khoảng độ cuối tháng 12 mình khoảng một tháng nữa mình lại phun tiếp cái loại MKP chị ạ. Phun MKP đậm. Còn vải thiều cũng thế, bây giờ mình chị mà khoanh xong chị cũng phun cái HPC. Xong cái khoảng độ sau khi chị phun cái Thanh Hà khoảng độ cuối tháng 12 chị phun cái MKP. Còn vải thiều thì có khoảng độ mùng 10 tháng 10 à khoảng độ gọi là khoảng độ 15 tháng 1 dương lịch thì chị phun MKP để cho ức chế lộc chị ạ. 15 tháng 1 đó. Vâng, 15 em tính lịch dương nhá. Thế bởi vì trời năm nay nó ẩm ướt kiểu này nó có thể là nó ra lộc thì mình phun. Đây là em ví dụ cây này này. Đáng nhẽ cây này là em làm cùng những cây khác là em làm lộc nhưng vì là lộc nó còn bé ăn nó còn non. Thế em phun thì lộc nó không già thì nó lại thui lộc đi thành hoa mà. Đây em nói cái đấy. Đây đây cái cành này này chị ra xem cành này này. Bây giờ để thang lên thì chị cũng nhìn không khó trèo không trèo nữa đây cành này này. Đáng nhẽ nó là lộc. Đáng nhẽ nó là lộc. Thế em phun nó vào nó ức chế lộc nó thành hoa đây. Thế mà nó Đấy. ra được hoa Đấy. Cành này là cành lộc chị ạ. Nhưng em phun nó vào đấy em dùng cái sản phẩm MKP mà hôm qua là vâng. Hôm qua có chú ấy vừa xuống đây chú mở đại lý chú vào ấy. Đây. Đây này. Đấy em. Các chú lại cứ phun lên đâu ra hoa hết trên đấy thế này đi chứ. Tức là cái này đúng ra là lộc chị ạ. Đấy mình nhìn nó là lộc 100% rồi. Nhưng mà khi em phun vào thì lộc nó xoăn xoăn đi nó rụng đi thành hoa đấy. Đấy của chị rồi, của đấy cũng thế thôi mà em năm nay em sẽ làm thế thôi. Thế nhưng mà em mua cái đấy ở đâu? Em mua nhà ông Đạt đấy, Đạt Nhĩ ấy. Trên ngã ba Nghĩa Hồ người ta gọi Đạt Đen ấy, bà Nhĩ bà làm trưởng phòng bảo vệ thực vật cũ ấy. Thằng con trai học cùng với thằng con lớn chị. Vâng đấy chị và nhà bà ấy mua. Ra đấy chị mua. Ra đấy xong rồi mình hỏi là phun loại nào là mình cứ lấy luôn hay nhỉ? Gọi là Lấy xong HTC chị ạ, HTC. HTC bằng MKP. Thế là bây giờ về chị khoanh cho nó xong khoanh hà đi. Vâng. Xong bắt đầu là chị phun luôn cái HTC chị ạ. HTC đấy cho cả vải ngọt và cả vải Chị cứ xong Thanh Hà đấy chị ạ. Bởi vì vải ngọt mình nó sau Thanh Hà khoảng độ 10 ngày. Chị cứ làm xong hết Thanh Hà xong chị mới chuyển sang làm vải ngọt. Thế còn vải ngọt thì bây giờ cũng không khoanh à? Thì chị cứ làm xong Thanh Hà đi. Làm xong Thanh Hà thì chị chuyển sang vải ngọt, làm từ nó cũng chưa chưa muộn lắm. Cái cây thùng nhà chị như thùng của em đúng không? Đúng rồi. Thì chị cứ cho một thùng nhá. Đấy, như của em ấy. Vâng, chị cứ cho một một chai. Đây, chị chai. Coi hoa thiết mộc mà. Chị bóng nước chị ơi. Và chị bóng nước nhá. Chào các bạn nhé, chị đến thăm giao lưu của mình về kinh nghiệm kỹ thuật làm vải cho mình lưu một chút làm kỷ niệm. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.